trường Trung học Phổ thông Quảng Oai, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Tuổi trẻ Ba Vì đoàn kết, xung kích, sáng tạo, xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.
Tất cả những hình ảnh đây là những hình ảnh trên quê hương Ba Vì chúng tôi. Vâng, đã được phác họa trên một con đường tranh dọc theo lối cổng trường. Con đường hoa dã quỳ, rừng quốc gia Ba Vì. Ôi, ông anh, ông trưởng ông nào, em đang định bảo ra thì cứ lôi cổ vào trưởng. Thấy vẽ tranh đẹp quá anh quay. Bác còn trưởng nữa. Ừ.